đang dùng thuốc đó kìa, vòng lên. Ủa, Hằng Luyện đi rồi mà. Hà ơi, ý là đi đi cái nước kia, tại vì cái nước là kem kia thôi, kem giảm sưng thôi, nhưng mà ấy là vậy đó, anh rửa nó đưa cho Hằng Luyện thấy mình đi thì em đi thôi, ý là thì đúng rồi, đưa cho anh đi Chị lấy mấy đó, chị lấy họ mấy đó trong rửa đó. thì thôi anh ấy làm kịp thôi, không lấy cả Ui mô ui chị cháu luôn bộ đi. bữa nhà em cái nói chuyện nữa, em kêu lấy tiền rồi còn để nhớ lại số em mà không biết là cả anh cả hết là lấy làm nhiều lắm đấy. Em mượn cái cục sạc của ông anh có ở đây không ta? Để Em chung. đến sạc của em Không, sạc của ông anh nhanh lắm. Đây đây nè, phòng nó sạc luôn đi hết. cục sạc của chị nè. Không, đây đây lên xuống đây với máy chị hay xem số rồi. Chị không nhớ số máy nữa. Để đi mua cục sạc để đây đi quanh thôi, sạc nó lâu ý là đem sạc ở nhà qua thì được, mua sạc nhanh ông dùng mấy cái này. Xoay đồ Em em ngưng đem đi, lên em ngưng mấy ngày rồi em dùng lại nha. Em đang đỏ không sưng đi xoay là đồ phải ngưng nha. đó. Ngưng đi rồi Đem lên khoảng 3 ngày rồi dùng lại. Chứ để như đi là nó phù mặt á. Ôi trời, da chị mà đụng cái này cũng muốn bay ra hết trời. Nhìn đã chị số 4 đi sợ. Cũng đi ghê quá, móc không được luôn á, lặn bài chỉ có móc à.
Ủa, chưa bánh à? À quên lộn. Chạy dai mà kêu chưa bánh hả? Tại vì giống màu trắng. Bình thường là màu đỏ mà ta. À hèn chi mình nhìn mình thấy không quen. Kiểu quá 8 phút mà đang mình chưa bấm. À, hồi nãy chưa bấm chứ chị. Chị lấy la này luôn. Không làm mới lạ đó thì. Tự trách bản thân luôn chứ. Cái máy của hàng nào kiếm mấy cái mặt như đây vui vậy. Một người đó chị. Máy Hà còn bình dưỡng rồi mà máy gì sạc cũng nhanh lắm Hà, sạc cái nó nhanh lắm, xíu 10 phút.